Vâng, hello, xin chào cả nhà. Mời cả nhà quay trở lại với kênh Lan Rừng Hồ Công và Vườn Lan Ca Linh. Vâng, buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 28 tháng 6 năm 2023, thì lần đầu tiên Trâm Ca Linh xin gửi tới cả nhà lời chúc sức khỏe. Chúc cả nhà luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công. Vâng, địa chỉ Vườn Lan em là ở xóm Chùa Thông này, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thì hai số điện thoại để mọi người có thể là liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0358169999 và số thứ hai là số 0947977186. Thì cả hai số đều dùng Zalo cả nhà nhá. Cả nhà có thể lấy điện thực trực tiếp cho em hoặc nhắn tin qua Zalo. Và tất cả đơn hàng thì Vườn Lan em đều bao phí ship. Đấy, mọi người kiểm tra đơn hàng, đúng đơn hàng của mình rồi mới thanh toán cho bưu tá giúp em. Nghĩa là COD mọi người ạ. Đây, và ngày hôm nay em đang cho mọi người xem, đây là mặt bông mà ngày hôm nay em tách đây là dòng kiếm Phan Chí F1. Đây, mời mọi người ngắm lại một lần nữa. Đấy, bông nở tại Vườn Lan em. Một cái mặt bông đáng để sưu tầm và giá rất là rẻ để mọi người có thể sở hữu. Bây giờ thì nói thật các bác thì tất cả các dòng lan nó đều là cái giá rất là rẻ để mọi người có thể là sưu tầm. Đấy, cho mình một đơn một thân để mình làm giống nhé. Đây, mặt bông của nó thì không có thể, gì có thể là chê được các bác ạ. Đặc biệt cái dòng Phan Chí này thì hoa rất thơm. Đấy, hoa rất thơm. Đấy, để sở hữu cái mặt bông thế này thì nó thật các bác nào có duyên thì bác đấy với sở hữu thôi, chứ không phải là lúc nào cũng có để có thể là bán tràn lan trên thị trường được đâu mọi người. Bông rất chi là xinh, rất đẹp. Đấy, mọi người nhìn bông không thể chê vào đâu được. 5 cánh vàng lưỡi hồng mọi người nhé. 5 cánh vàng lưỡi hồng. Vâng, và ngày hôm nay em có tách ra được là 11 đơn. Đấy, 11 đơn, những cái khóm to cũng có nè, khóm bé cũng có. Đấy, mọi người có thể là lựa chọn cho mình những gọi là những đơn hợp túi tiền với mình nha mọi người. Đây, em đi vào cái đơn số 1 này. Cái đơn số 1 là đơn thân tơ. Đấy, cái đơn này thì những đơn nào có lỗi thì em sẽ báo lỗi nhé mọi người nhé. Đấy, đơn số 1 này nó có lỗi này, lỗi lá này. Đấy, và có phía sau của nó đây là nó bị chẹt, nó chẹt ở thành chậu đấy. Đấy, khi mà nó lớn lên là nó bị ép ở cái thành chậu này. Đấy, nhưng em sẽ bảo hành sống cho mọi người. Đấy, cây đã khô rồi nha, rễ ra rất là khỏe rồi. Đang mầm, đang măng ok này, mầm đang kẻ này. Đấy, thì em sẽ bảo hành sống cho mọi người. Mọi người cứ kết nối Zalo với em. Đấy, thì cây mà có vấn đề gì thì cứ liên hệ lại cho em mọi người nhé. Em sẽ bù cho các bác cái đơn khác để các bác trồng cho nó ok. Đơn số 1 em giao lưu cho cả nhà đơn mở hàng này. Lỗi một chút nhá, đơn mở hàng lấy số đẹp 160.000 đồng là bao gồm phí ship rồi. Là đơn số 1. Đấy, dòng Phan Chí F1 rất đẹp, thân thủ rất to và thân lá đẹp. Tiếp theo sang cái đơn số 2. Đơn này là đơn dạng bánh tẻ, vẫn có mắt ngủ ngoài này. Đấy, thì các bác nào ít tiền thì mình lấy về mình làm giống mọi người. Đấy, mầm ngoài này. Đấy, quan trọng là mình bây giờ là chơi cái mặt bông thôi. Vừa túi tiền của mình mà mặt bông đẹp là mình chơi mọi người ạ. Đơn số 2 em giao lưu cho mọi người này là 100.000 đồng thôi. Đấy, đơn này lỗi nhưng mà mắt ngủ ngoài vẫn ok đấy. Lỗi một cái lá giữa này này. Đấy, thì cái giống này thì mọi người làm giống thì ok, thì bao ship rồi mọi người mà. Tính ra cũng mất có mỗi vài chục nghìn đồng thôi. Nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Đấy. Sang cái đơn số 3. Cái đơn số 3 nó cũng bị lỗi một cái lá này này. Khi em tách thì nó bị vỡ. Đấy, nên em đã cắt cái lá đấy rồi. Nếu bình thường cái đơn này nếu mà không bị lỗi cái thân lá đó là nó cũng rất là ok và có giá trị đấy mọi người ạ. Cái đơn số 3 này em giao lưu cho cả nhà mình với cái giá là 210.000 đồng. Đấy, 200, nếu mà tình bình thường cái đơn này nó mới tầm hơn 300. Đấy, vì là cái thân này nó cũng gần như là thành thân rồi. Thì mọi người có thể là khai thác bên đây vẫn còn măng này. Và bên đây thì khi mọi người nó lớn lên á, thì mọi người tách âm ra cho nó đẻ cái bên này này. Thì cái thân này nó lớn rồi á, mọi người tách âm này ra cho nó đẻ bên này. Đấy, và bắt buộc con này nó phải đẻ tiếp. Đấy, thì nó mới nhanh được một chậu nhiều thân được mọi người nhé. Đấy, đơn này em giao lưu cho mọi người là 201 này. Nó có một chút lỗi lá ở đầu đấy mọi người, khô rồi. Nói chung là mình nên làm giống thôi. Đấy là cái đơn số 3. Tiếp theo là sang cái đơn số 4 này. Đơn số 4 là hai thân rất chi là to và đẹp. Đấy, bản lá cũng rất chi là to. Đấy, mà như mọi người nhìn đây, nó là hai thân và một măng. Đấy, một măng cái này thì mọi người có thể là lên một chậu thì nó sẽ rất chi là ok. Đây, như cái măng, tất cả các dòng này thì măng của nó đều làm dòng sạch tinh nhá, không có một vết chấm đen nào hết mọi người nhá. Đấy, các mọi người lưu ý này, như cái dòng Phan Chí là măng phải sạch tinh. Đấy, không có một cái chấm đen nào, giống như nếu mà có chấm đen là cái dòng mắm ấy. Em giao lưu cho mọi người cặp này là 450.000 đồng này. Đấy, thì mọi người vừa túi tiền với mình. Bác nào mua những cái đơn đẹp thì giá thành nó hơi cao một chút, còn bác nào mua thần giống thì giá thành nó hơi thấp mọi người nhá.
Đây là đơn số 4 là 450.000 đồng. À, tiếp theo sang cái đơn số 5. Đấy, có ánh điện nên là bác nhìn nó hơi bằng vàng đấy, nhưng mà thật sự là nó không vàng đâu. Nó rất đẹp, phải nói là nó rất đẹp. À, sang cái đơn số 5, tổng là 2 thân. Đấy, 2 thân này cũng rất xinh luôn. Không chê vào đâu được mọi người ạ. Đấy, nó có một chút cái lỗi này này. Một tẹng rồi, vết khô rồi. Đấy, do nó gập khi vận chuyển mọi người. À, sang cái đơn số 5 này, cặp này em giao lưu cho mọi người là 380.000 đồng này. Là cái đơn số 5 này, 2 thân rất đẹp luôn. Côn lùn mọi người, về lên chậu là nó một tác phẩm luôn mọi người. Là cái đơn số 5 nhá, là 380.000. Tiếp theo sang cái đơn số 6, một thân một măng. Đấy, một thân một măng này. Và cái thân này thì nó bị lỗi lá. À, nó bị lỗi lá đây này. Đấy, nhưng mà thân cũ nó lại rất đẹp. Và nó lên cái măng này rồi. Đấy, thì mọi người lấy về làm giống thì rất chi là khỏe ánh cây nhá. Đơn này là 190.000 đồng nhá. Là cái đơn số 6. Sang cái đơn số 6 là 190. À, tiếp theo cái đơn số 7. Một thân một măng này. Đấy, đẹp, nói chung đơn này thì đẹp không chê được đâu. Đấy, các bác nhìn cái củ của nó so sánh với cái tay của em này. Đấy, cái cổ tay của em với cái củ của nó này. Đấy, nó rất to. Đơn này em giao lưu là 250.000 đồng, là cái đơn số 7 mọi người nhé. Một thân một măng, không lỗi đâu, 250. Sang cái đơn số 8. Đấy, cái đơn này thì là cái đơn bánh tẻ đi. Đấy, giao lưu rẻ cho mọi người làm giống hay là gộp hai đơn này lại nhỉ? Đem gộp hai đơn này lại này. Đơn này mắt ngủ ngoài ok luôn nhá. Ha, thân này cũng rất đẹp này mọi người. Thân này cực kỳ đẹp đấy. Cái dòng phân trí lá nó dày đấy. Đầu lá chéo này, lá nó rất dày. À, cái này là dòng lá láng nha mọi người nhá, không phải là dòng lá sần đâu mọi người nhá. Đấy, em thông báo mọi người cặp này đi. Hai thân này em giao lưu cho mọi người này. Hai thân này 190.000 đồng này. Đấy, gộp đơn hai cái thân đó là cho các bác phải làm giống trồng thành hai chậu. Là cái đơn số 8, 2, 4, 6. Đúng là đơn số 8. À, tiếp theo sang cái đơn số 9. Cặp số 9, hai thân rất chi là côn. Rất đẹp. Cặp này 330.000 đồng nhé. Là cái đơn số 9 nhé. Đơn cực đẹp luôn đấy. 330. À, sang cuối cùng cái đơn số 10. Đơn này đơn bánh tẻ, không biết quản mắt hay không. À, nhưng em giao lưu cho mọi người là 100... Đơn đẹp này, 150.000 là cái đơn cuối cùng, đơn số 10 nhé. Đấy, giao lưu cho mọi người là 150, đã bao gồm phí ship rồi. Đấy, đó là cái dòng phan trí vào đây, xanh Huế láng này. Ở đây em giao lưu cho một thân này, đang có nụ luôn mọi người. Đấy, mọi người về khỏi lo bảo hành luôn nhá. Đấy, xanh Huế la láng, bản lá phải tầm 5 cm đấy. Bản lá rất to, kèm theo một măng này. Đấy, kèm theo một măng đang ra rễ rồi, cái này về trồng được ngắm hoa luôn mọi người. Đấy, bác nào chưa có giống thì giao lưu nha, 250.000 đồng cho cái thân xanh Huế láng này. Bản lá gần 5 thân rất to, tách như chậu này đấy. Em tách dở các bác nhìn cái chậu rất là to luôn ạ. Chậu này trước mua giá trị rất cao. Đấy, trước mua là 90 triệu cho một thân. 5 thân là 450 triệu. Bây giờ nó rất là to, tách bán một nửa chậu rồi, còn một thân nữa đấy. Đấy, thì mọi người ủng hộ em thì liên hệ em qua hai số điện thoại thì em sẽ để ở trên màn hình, sẽ chạy ở trên đó mọi người nhé. Vâng, thì cuối cùng em xin cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Một lần nữa em xin chào và kính chúc cả nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Hãy cho em một like, một chấm nha. Em Ca Linh xin chân thành cảm ơn cả nhà mình. Tạm biệt cả nhà mình ạ.